Cường Subaru xin chào. Nằm trong cái chuỗi sự kiện Test the Fun Ride the Emotion của Subaru Việt Nam tổ chức, thì vào ngày thứ bảy sắp tới, ngày 20 tháng 4 năm 2024, Subaru Sài Gòn Gò Vấp sẽ tổ chức một cái buổi trưng bày xe và lái thử xe tại cà phê Viva Star số 87 Sạch Hai, đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái sự kiện thứ ba trong cái chuỗi sự kiện Test the Fun Ride the Emotion của Subaru Việt Nam và cũng là cái sự kiện cuối cùng trong cái chuỗi sự kiện này. Tham dự sự kiện, các bạn quý anh chị sẽ thưởng thức cà phê cùng với các bạn tư vấn bán hàng của Subaru, sẽ được các bạn hướng dẫn tư vấn về các chi tiết trên chiếc Subaru Forester, chiếc xe được trưng bày tại sự kiện. Đồng thời sẽ mời các bạn lái thử xe để cảm nhận và đánh giá về khả năng vận hành của các dòng xe Subaru. Sau khi kết thúc cái quá trình lái thử, Subaru Sài Gòn Gò Vấp rất hân hạnh được tặng các bạn quý anh chị một cái phần quà lưu niệm, đồng thời sẽ cấp một cái mã để rút thăm trúng thưởng cuối ngày, sẽ chọn ra khách hàng may mắn nhất nhận được một phần quà trị giá 3 triệu đồng từ Subaru Sài Gòn Gò Vấp. Cường xin mời tất cả các bạn quý anh chị đến tham dự cái buổi trải nghiệm trưng bày và lái thử cùng với Cường Subaru tại cà phê Viva Star số 87/2 đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thứ bảy 20 tháng 4 năm 2024. Rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các bạn và quý anh chị. Cường Subaru xin chào.